Lô 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 lô. Đang định anh đang ăn phở này mày, mà ông anh kêu ông đó lại cho cái chơi. Rồi mang ra mua lại anh Nam Kim. Đó. Lô sắc nó còn 142, 43 quá được. Nam Kim mang đánh tạm tầm này là ok nè. Nói chung là muốn mua cái nào cao hơn, nhưng mà hồi nãy có hỏi một coi 160 hơn cái 17 điểm mà nó bán kêu 15 kim ông nội thôi. 15 kim thì công nhận là quá cao, là phải không mua được. Nói chung là ông anh này thì ông đỡ lại cho xài thôi, chạy cảnh xếp đồ anh cùi quá, đường nào cũng phải lên đảo đó, đường nào cũng phải lên đảo, nên là anh đỡ cho Khải xài trải nghiệm cái này đây, khi nào không xài nữa thì đỡ lại cho anh thôi đó. Nói chung là Nam Kim khi nào anh không xài nữa là tính tiếp. Đó, mua được cài lô sắt 143 nha nè. Mua được cài lô sắt 143 nha. À, dòng 1, nói chung dòng 1 là ok rồi. Khải không cần dòng 2, khải cho bạn. Ok. Lô sắt 143. Quá đẹp chưa? Để dành trực tiếp. Anh em xem thì đừng quên cho một like chia sẻ, chuẩn bị lên đường theo hướng lôi sắt chơi nha nè. Giác hướng lôi sắt sẽ ok hơn ở cái server này, lực tay nó sẽ nhấn hơn, đàm kết thúc trong tống kim nó sẽ ok hơn đấy. Rồi anh tiếp thôi, anh em đừng quên cho một like chia sẻ nha.